Chờ con tới. Giờ đi chờ nổi. Chờ nổi cái răng. Khoan, mình mới đi à, chưa tới đâu. Để em quay cái đoàn em cho nó đủ người cái. Dạ. Mấy chị biểu em quay thì phải tháo khẩu trang ra chứ. Tháo khẩu trang ra người đẹp. Dạ. Rồi gia đình mình ngồi xuống đi, em chụp tập thể cho mình một tấm nha. Rồi ok. Dạ gia đình ơi. Thì bây giờ em nói 1, 2, 3 gia đình mình cười, mình dừng ca mình thở giúp em ha. Nhìn kìa chắc nha. Rồi nha. 1, 2, 3, vô. Bây giờ em quay gia đình mình chào giúp em nha. 1, 2, 3. Hả? Mình là ba mấy. Thì ghe mình 30 người đủ luôn đó. Ờ. Karaoke hả? Mày bỏ mở bài giật 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 vô nhảy quất luôn. Giật giật sao nhảy được mày? Hả? Sống sao nhảy được? Có gì đâu không nhảy được. Sống nhảy đâu mày ơi, cái đầu không? Có gì đâu không nhảy được chị? Sống ở dưới nước cái đâu ở trên này, mình ở trên khô mà. Là mình có quyền mình nhảy được chứ. Hạp ơi, mở bài nhật giật giật vô quẩy đi. Hiện tại là gia đình mình muốn nghe nhạc hay là muốn em thuyết minh về câu chuyện để nói cái răng cho gia đình nghe à? Nghe nhạc đi. Ờ, ok vậy em ha. À. Vậy mình đi vô bên trong khuôn viên chờ nổi đi, có cái gì đó hay thì em nói cho mình nghe ha. Có phải là gì chứ em có bậy không à? Kết nối vô loa cho em ha. Hai thằng trẻ dưới đó kết nối vô làm đi. Giao hai đứa dưới đó. Thank you.
mới đẻ kìa. Đó, bấm vô. Cả nhà ơi, hey, oh,
Thank you.
để ông Linh ra ngoài đây. Linh ra ngoài đây. Đứng dậy tập thể dục đi chứ. Tập nữa. Tập chưa đủ. Đứng dậy. Đi lên. Lên. Anh đang quay con cánh ở dưới kia đây. Cánh tay thì nó vào đây. Đang tay ta về cũng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.